đập món vừa. Rồi. Nướng cá, nướng thịt hay nướng cá? Hả? Rồi. Đập món vừa nướng thịt hay nướng cá? Nướng thịt. Nướng cá gì? Cá đâu nướng. Rồi nhúng lửa đi. Chưa. Xin chào các bạn, nay chủ nhật. Cái gì? Có ốp nướng thịt. Ra nướng ăn chơi, ăn cơm với mấy đứa nhóc. Thịt nè, thịt tươi ướp sẵn rồi, tương này thì cái kia tâm cái rồi, bây giờ mình bỏ vô mình nướng cái rớt ngon 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 để bỏ cho thêm này nước lần một đi, hồi than là than muốn vừa á, nước không bao hết than muốn vừa, cái bé muốn vừa mình đập ra. Ê chở chở đổ miếng nè, ba dần dần ở chỗ này nè, rồi cha con đỡ đi cha, cái gì con đỡ đi, vui nặng lắm con làm rớt luôn bây giờ. Con xuống là thật. Ngon, nhìn hấp dẫn không? Chơi nóng bơ. Thơm quá à. Hôm nay chủ nhật thì mua miếng thịt ốp về ăn chơi nó. Đừng như cái lò hay vậy. Không. Không có đụng cái lò hả? Không, hồi nãy á. Ủa gì à, mấy đứa nhóc? Hồi nãy mấy cái dây kia kìa có lông. Đụng tí đợi chạy đâu. Có cái đồ đủ kìa. Trời ơi, cũng quay phiên á. Bỏ gì à? Có chuyện rớt bây giờ nè, pháo à. Đó. Thang muốn vô mà nó nóng lắm. Cháu. Chưa chín nè, cái này nè. Nướng thịt lâu quá, không mình vô coi được không đâu. Chị bóc màn hình coi đi. Đại chỉ có hình với Ken đi đã. Chút là ăn thịt nướng. Bạn thấy thơm không? Đó. Thang cái muỗng vừa đúng không? Thang muỗng vừa á. Nó nóng lắm, muỗng vừa mình. Muỗng vừa biết có bạn nào biết không? Thơm. Miếng chín rồi. Khét luôn rồi sao rồi nè. Cái gì? Ừ. Vàng đó. Chắc chín rồi nè. Đào giăng lưới rồi hả? Đào giăng lưới rồi hả?
chín rồi nè. Mà sao nó khét luôn hay gì vậy? Này hát rồi. Mở nhiễu xuống nó cháy lên, mở nhiễu xuống nó phực lên. Chín chưa Ken? Cái gì? Khác rồi chưa chín gì? Cái gì? Không, mày vẫn muốn làm gì? Vô lấy đồ đũa đi, chín rồi nè. Con nói thì sao cha ha. Hảo ha. Để lo cái ngọt trong đất ngọt coi. Ở đây. Hay là không ngọt được thì trong ôm đất lên vô. Nó không làm coi. Nó không biết cần hình. Biết. Biết. Gấp ra. Chín rồi, gấp ra, gấp ra. Nó không thèm kìa, chảy nước miếng luôn kìa. Chảy nước miếng thì đừng hơi gần con. Nó chín chưa? Chín hơi. Thôi thôi đứa. Thấy con này nè. Ừ, đứa đây vô ăn cơm ngon lắm á. Cái nó gần ăn cơm có gì sắc ra không? Thôi đi vô ăn cơm cái nay đi ăn cơm, ăn cơm sang bữa ăn cơm với thịt heo nướng thôi. Bới Ken một dĩa luôn đi với một tô luôn đi nè. Cái này cháy nhỏ nè. Ô rớt nè, bơi ăn miếng à. Này ăn sang lắm, thịt heo nướng luôn á nè. Không ngao mấy mèo. Dễ thương quá à. Nè bưng lên cho Ken đi. Nhà sẽ ăn cơm gì đi? Còn hộp vịt chiên. Hộp vịt thì nhà vịt đẻ sẵn luôn. Thì lấy chiên ăn thôi. Cơm thì rồi hết cơm rồi. Hết cơm rồi. Hết cơm luôn rồi. Hết gạo hay gì hết cơm luôn người ta. Đập nồi luôn. Lên ăn cơm thịt nướng bữa rồi. Đi.
Nè. Kẹt ra đây ăn cơm với Ken. Ken đang mở ăn thịt. Đâu mở ăn thịt. Thịt. Lẹ lẹ. Diêm. Diêm cắn được không? Thịt á. Nè thịt nè. Lấy đi. Lấy này ra đi. Rồi tiếp ai đi tiếp. Nè ăn xa lông thịt nướng bữa đi. Nè đó bữa cơm bữa sáng giờ mới ăn á. Hết gạo luôn. Ngon lắm á, tự làm tự góp thì bữa cơm đơn giản như thịt nướng. Nè ăn không cho miếng cục nè, để cho nó ăn cục hả. Mình ăn cơm các bạn. Nè ăn cơm nè. Ngon cơm thịt heo sang bữa. Ăn ngon nó thèm à.